quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ôi trời, Song Hye Kyo lột xác táo bạo hậu ly dị, đã đẹp lại còn diện váy xẻ ngực sâu, khoe đôi gò bồng đào sexy. Song Hye Kyo tiếp tục khiến công chúng bất ngờ với diện mạo đầy táo bạo hậu ly hôn. Sau vụ ly hôn thế kỷ với chồng Song Joong Ki, Song Hye Kyo đã trở lại hoạt động giải trí như bình thường. Sau sự kiện tại Trung Quốc, nữ minh tinh đình đám tiếp tục tham dự một sự kiện của nhãn hàng ở Monaco, thu hút sự chú ý lớn vì nhan sắc đỉnh cao và diện mạo sexy, táo bạo hiếm có. Diện bộ đầm ngắn và xẻ ngực sâu, Song Hye Kyo khoe được đôi gò bồng đào quyến rũ, các trang điểm đậm cũng khiến tường thành nhan sắc sắc sảo hơn rất nhiều. Fan cũng để ý rằng, thời gian gần đây Song Hye Kyo đã thay đổi hoàn toàn phong cách và thường xuyên xuất hiện với diện mạo gây ấn tượng mạnh như thế này. Nữ diễn viên khiến công chúng choáng ngợp với diện mạo đầy quyến rũ sắc sảo mới hậu ly hôn. Đại mỹ nhân khoe đôi gò bồng đào sexy. Song Hye Kyo vui vẻ khoe nhan sắc ngày càng quyến rũ, táo bạo. Sau sự kiện ly hôn, vóc dáng của cô cũng trở nên thon gọn hơn rất nhiều. Lê Phương được ông xã, gia đình chồng cưng chiều hết mực trước ngày lâm bồn. Nữ diễn viên hiện đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ và cô cũng như ông xã rất mong ngóng ngày con chào đời. Lê Phương may mắn được ông xã luôn bên cạnh, ba mẹ ruột và cả gia đình chồng cũng hết sức lo lắng trong lần mang thai này. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ khoảnh khắc đời thường của mình. Theo đó, cô đã có sự thay đổi khá nhiều ở phần vóc dáng vì bụng bầu đã ở giai đoạn cuối. Người đẹp khoe, vừa thức dậy, chồng đã dọn sẵn đặc sản Paris bánh hỏi, cộng nước cá thần thánh của mẹ Tám Hồng gửi vào, xong rồi dung dăng dung dẻ cà phê, bầu cứ thế mà vui. Lê Phương cũng tăng cân khá nhiều trong giai đoạn mang thai, tuy nhiên điều nổi bật chính là tinh thần cô luôn thoải mái, nét mặt rạng rỡ. Cô chú trọng rất nhiều trong việc ăn uống như thế nào để em bé có nhiều chất dinh dưỡng tốt nhất có thể. Biết con dâu đang mang thai, mẹ chồng đã tận tình nấu ăn và gửi đặc sản Bình Thuận vào tận Sài Gòn để nữ diễn viên thưởng thức. Trong những ngày hè vừa qua, con riêng của Lê Phương cũng được đưa về quê nhà Trung Kiên để chơi với ba mẹ anh. Có thể thấy, phía nhà chồng thương cà pháo như cháu ruột mà không có sự phân biệt nào. Điều này đã khiến nữ diễn viên rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, cậu bé cũng xưng hô bằng ông bà nội khá thân thiết. Hiện tại, bụng bầu đã vượt mặt và hai vợ chồng đều nôn nao đến ngày chào đón con gái thứ hai. Trong lần mang thai này, Hương gạo nếp gạo tẻ may mắn khi được ông xã luôn bên cạnh chăm sóc, nâng niu và làm mọi thứ để cô được nghỉ ngơi. Gần đây nhất, hai vợ chồng tranh thủ về quê nhà Trà Vinh để thăm ba mẹ Lê Phương. Cả nhà cùng nhau đi chơi xem phim trước khi nữ diễn viên phải ở ẩn để sinh em bé. Lê Phương Trung Kiên là một minh chứng cho việc tình yêu không phân biệt tuổi tác. Dù nhỏ hơn bà xã 7 tuổi, nhưng những cách anh chăm sóc vợ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Từ ngày đám cưới cho đến nay, nữ diễn viên luôn toát lên sự phấn khởi, tươi mới và hạnh phúc. Ngay cả lúc mang thai, trông cô cũng rất xinh xắn. Ngoài ra, Lê Phương cũng chú ý việc ăn uống, để không tăng cân quá nhiều cân nhưng con vẫn có đủ chất. Bí quyết dành cho các bà bầu trong việc ăn uống: chia nhỏ các bữa ăn, ăn nhiều rau xanh, ăn đa dạng các loại thực phẩm, tránh ăn trường kỳ một món, ăn chậm nhai kỹ, uống đủ nước, tránh xa nước ngọt, rượu bia. Đông Nhi khoe nhẫn kết hôn tạo thành trend, còn các mỹ nhân Việt khoe nhẫn thì ẩn sâu là biết bao giai thoại gây chú ý. Đông Nhi khoe những cầu hôn như một lời thông báo kết hôn sau chặng đường dài yêu đương cùng ông Cao Thắng. Còn các người đẹp khác trong showbiz, họ khoe những chỉ vì đơn giản là họ thích thế. Sau những tháng ngày, chuyện hậu trường tình duyên trong showbiz đầy biến cố với các vụ ly hôn chia tay, thì lời thông báo kết hôn của cặp đôi ông Cao Thắng Đông Nhi giống như một làn gió tươi mát, hạnh phúc thổi qua đây. Ai ai cũng mừng cho chặng đường yêu 10 năm cuối cùng cũng đi đến đám cưới của ông Cao Thắng và Đông Nhi. Thậm chí tin vui này còn khiến dân tình hạnh phúc lây, nên biến luôn tấm ảnh selfie khoe nhẫn cưới của cặp đôi thành trend and đồng ý cực kỳ dễ thương. Phía sau tư thế selfie khoe nhẫn của Đông Nhi là cả một câu chuyện tình yêu đầy hạnh phúc. Chẳng bù cho rất nhiều chiếc nhẫn kim cương xưa xa hộp lộ của các mỹ nhân khác trong showbiz Việt, ẩn phía sau tấm ảnh khoe nhẫn là cả một ly kỳ truyện. Mỗi lần có ai khoe nhẫn là showbiz Việt được dịp xôn xao, nhưng không phải câu chuyện của ai cũng hạnh phúc như chiếc nhẫn của Đông Nhi. Chúa tể của những chiếc nhẫn phải gọi tên Hồ Ngọc Hà, ở đâu có những kim cương, ở đó có Hồ Ngọc Hà. Làm sao quên được chiếc nhẫn kim cương với dòng chữ Xuân, làm ai cũng nghi ngờ, này của chị Hà Hồ.
Thật quá nhiều ẩn ý. Xuân ở đây, một là Hà Hồ sắp kết hôn, hai là Hà Hồ ám chỉ mình sắp mua chiếc nhẫn này. Câu chuyện khoe nhẫn kim cương gây xôn xao cuối cùng diễn biến bằng việc Hà Hồ bị cư dân mạng bóc mẹ sống ảo khi mượn hình ảnh trên một fanpage để đăng lên. Một loạt thuyết âm mưu và ảnh giấy ra đời, cuối cùng kết lại bằng câu nói đầy đanh thép của Hà Hồ trên trang cá nhân. Bà đã có nhẫn nhưng lại bị nói rằng trông như nhẫn giả. Đây là một trong những màn khoe nhẫn kinh điển của showbiz Việt khiến Hồ Ngọc Hà lời qua tiếng lại với anti-fan suốt một tuần trăng. Để mà nói về chuyện khoe nhẫn kim cương thì không ai dám so với Hồ Ngọc Hà luôn. Lệ Quyên khoe nhẫn kim cương cũng là Hồ Ngọc Hà buông lời đá xéo. Lại là một câu chuyện khoe nhẫn đi vào lịch sử thị phi của showbiz Việt. Lệ Quyên khoe nhẫn với tư thế siêu lố ở nước ngoài. Và sau đó là dòng bình luận đầy ý mỉa mai của cô bạn thân đã cũ Hồ Ngọc Hà. Lời qua tiếng lại, Lệ Quyên cũng lên tiếng đáp trả cực gắt và tình bạn vốn đã vỡ sau chuyện này thành vỡ toang. Lệ Quyên khoe ảnh với tư thế mình thích thì mình khoe thôi. Không tan vẫn biết khoe là chụp ảnh, phải giơ tay tay cổ này kia á. Thôi em ơi, có bằng ai đâu, khoe làm gì, ăn ngon mình hưởng, ngủ ngon mình khỏe là vui rồi. Có điều đúng là muốn sống yên cũng khó nhỉ, rùi mũi quá nhiều vì cuộc sống giờ quá ô nhiễm. Và đây là dòng bình luận siêu mỉa mai làm dấy lên thị phi cho dân tình tha hồ hóng của Hồ Ngọc Hà. Và Lệ Quyên cũng đã có màn đáp trả, tình bạn giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà lại trở thành chủ đề nóng thời điểm ấy. Làm người coi bộ khó à nha, chắc phải phải nhiều kiếp nữa về đúng hình hài và bản chất rồi, cơ may được ngang hàng làm người với mình. Những nửa tỷ chưa về đã khoe, Hồng Quế làm dân tình hồi hộp chờ nhẫn còn hơn cả chính chủ. Đầu năm 2019, Hồng Quế cũng đã có một màn khoe nhẫn hết sức gây cấn. Cô khoe nhẫn được chồng tặng lên Instagram có giá trị lên tới nửa tỷ, làm ai cũng suýt xoa. Chỉ mỗi tội dân mạng lại phát hiện ra bức ảnh chụp nhẫn này đã có người đăng lên bán lại trước đó. Tình huống cũng giống với Hồ Ngọc Hà, phi vụ mua nhẫn của Hồng Quế có thêm cộng đồng mạng vốn tính sốt ruột lại thích hóng hớt nên cũng tham gia chờ nhẫn về cùng. Chiếc nhẫn siêu to siêu khổng lồ của Hồng Quế làm xôn xao giới chị em. Có nhẫn chú Quế ơi, dặn chồng người về ăn trộm tiền nhà mua nhẫn tặng mình chưa? Chị ơi, nhẫn chị ơi, chị có quên em? Nay ngày lành tháng tốt, xô hàng đi chị ơi. Nhẫn đâu dọ? Chị ơi, nhẫn nửa tỷ đâu ạ? Thấy Hồng Quế khoe đã lâu mà chưa thấy nhẫn đâu, cộng đồng mạng còn vào tận nơi hỏi thăm vì sốt ruột. Cuối cùng thì Hồng Quế cũng đã nhận được nhẫn và khoe cho cả làng cùng xem. Để nói về chuyện khoe nhẫn thì showbiz Việt có cả danh sách dài đằng đặc, trừ lý do thông báo kết hôn. Thì có muôn vàng dịp lễ hay đơn giản chỉ là mình thích thì mình khoe thôi, không vì lý do gì cả. Lã Thanh Huyền khoe nhẫn được chồng đại gia tặng dịp Valentine. Ốc Thanh Vân khoe nhẫn được tặng dịp 8 tháng 3. Minh Hằng và Bảo Thi khoe nhẫn gây xôn xao làm fan tưởng được cầu hôn sắp cưới. Tuy nhiên sau đó không có gì xảy ra hết. Chia sẻ loạt ảnh thơ ấu hiếm hoi, Ốc Thanh Vân xúc động nói về người bố đã khuất. Dòng trạng thái của Ốc Thanh Vân khiến ai cũng bùi ngùi vì tình cảm cha con thiêng liêng. Cách để ít giờ trên trang cá nhân của mình, MC Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ loạt ảnh thơ ấu thơ bên bố mẹ và em trai vô cùng hạnh phúc, đầm ấm. Thế nhưng, đi kèm là một câu chuyện khá buồn tròn 2 năm ngày mất của bố cô. Ốc Thanh Vân cho biết, cô đã phải chạy vào phòng tắm để khóc vì nhớ bố mình, nhưng không muốn các con thắc mắc và chứng kiến cảnh mẹ khóc. Cô tâm sự, con khó mà nói hết được nỗi nhớ bố trong con, tại nó nhiều quá bố ạ, nhiều đêm con nhớ bố. Càng gần ngày giỗ con càng nhớ, con nằm trằn trọc cả đêm, con ước gì thấy bố trong giấc mơ, nhưng không hiểu sao con không thấy, chắc là bố đã đi xa lắm rồi. Con hay mông lung nhớ về những ký ức cũ, những lúc vui và cả những điều đáng tiếc, rồi cứ thế trôi dần vào mộng mị và ngủ trong cơn mê. Con có nguôi ngoai vì cuộc sống bận rộn quá đó bố, nhiều niềm vui nữa, nhưng hễ làm chương trình nào về cha mẹ là con lại khóc không ngừng. Một lỗ hổng mãi mãi nằm đó trong tâm hồn con. Mất bố mẹ, mất người thân là điều đáng sợ và khủng khiếp nhất, nó ám ảnh và gây đau đớn. Con không ước thời gian trôi ngược trở lại vì điều đó không thể xảy ra, con chỉ biết sống tốt và tốt lên mỗi ngày, dù sao sống tốt và an yên thì cũng giúp con tự xoa dịu vết thương. Cô không nguôi ngoai nhớ về những kỷ niệm ngày xưa bên bố mình. Em con xem lại những hình ảnh này chắc em cũng nhớ bố lắm. Lúc nhỏ thì ảnh con nhiều hơn em, do con ra đời trước 4 năm. Nên lúc này cái gì tốt nhất cũng dồn cho con. Em con sinh ra thì bố mẹ bận bịu hơn. Hồi ấy bố sang thế, đi đâu công tác cũng mua quà cho hai chị em con. Con và em toàn được mẹ cài tóc bằng nơ to đùng
và áo váy đẹp. Nhà bình thường thôi nhưng chúng con chả thiếu thứ gì. Và con nhớ những ngày gia đình mình sống ở Nga, ở thủ đô Moscow. Đó là những ngày hạnh phúc nhất trước khi gia đình mình vào Sài Gòn năm 1991 và sau đó khi con 15 tuổi thì bố mẹ chia tay. Một lần bố cõng con trên vai đi xem pháo hoa đêm giao thừa tại nhà hát lớn Hải Phòng. Vì không muốn thả con xuống khi con đang vui, bố biết kẻ gian móc túi bố, bố kể luôn, xem pháo hoa xong hai bố con không còn đồng nào đi về. Nhớ bố quá, con viết một lèo vậy thôi, con sẽ cố gắng không nghĩ ngợi nhiều nữa bố à. Con phải vui lên vì mọi thứ của con hiện tại quá đủ đầy, chỉ là con không còn bố thôi. Nhưng con còn mẹ và con phải thật hạnh phúc, khỏe mạnh cho mẹ yên lòng. Con cũng đã và sẽ luôn đưa mẹ đi khắp nơi khi mẹ còn có thể đi được. Hàng ngày con luôn chào bố khi con đi và khi con về, bất kể lúc nào cũng cần nói chuyện, con đều chạy lại nhìn ảnh bố trên bàn thờ. Con luôn nói chuyện với bố và với Chúa về mọi sự của con. Ít hôm nữa cũng là giỗ đầu của ba Trí này bố, sự mất mát luôn khó khăn khi đối diện, nhưng biết làm sao phải chấp nhận thôi, ai cũng phải trải qua không khác được. Con viết đến đây con cảm thấy thoải mái hơn, nước mắt con khô rồi bố. Con ra ngoài cho các con ngủ đây, con nhớ bố nhiều, hai chị em con nhớ bố nhiều. Kết lại dòng trạng thái, Ốc Thanh Vân tặng bố mình bài thơ do chính cô viết. Bố ơi, con gọi bố ơi mà sao không nghe tiếng bố trả lời, tưởng rằng bố chỉ ngủ thôi nhưng không, bố đã ra đi thật rồi. Con nhớ những lúc bố ngồi quây quần các cháu đợi cửa chờ con. Con nhớ khi bố héo hon, miệng bố vẫn cười tay nắm bàn tay. Con nhớ bố, bố có hay. Con thương bố, con đau thắt lòng. Hương bố còn lưu khắp phòng, gói giường áo bút mà người bố đâu. Nỗi đau này mãi khắc sâu, lệ tuôn khóe mắt như trời mưa ngâu. Bố ơi, bố ngủ thật lâu, khi nào bố dậy bố về bên con. Xa bố con khóc nỉ non, khi nào nhớ bố con gọi bố ơi.